tôi trước ở dưới cho các em cần làm sức mạnh và những công việc một đó tôi muốn nhất cũng cầu cho thầy cho các sư cô chú cho xin chúa đó xin cho tôi chúng ta thiếu sót và chúng ta cuộc sống của mình không chịu để chúng ta được những thứ còn cái thứ là xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao rồi cho đám ngồi thánh đường. Trong đời an vui nhớ
chọn.